Có ạ. Thế là chị thấy là cái việc mà tăng đề kháng cho bé là rất quan trọng đúng không ạ? Bạn ấy cũng không phải dùng kháng sinh nhiều hơn như lần trước nữa. Nhưng là mình phải kiên trì, không phải sốt ruột. Ví dụ như là mình thấy uống độ khoảng mấy ngày mà chưa thấy đỡ là mình lại muốn dùng kháng sinh để khỏi luôn, thì bạn ấy mất cái đề kháng tự nhiên đi. Nên mình phải kiên trì thì mới thấy. Để cho bé nhà em tăng đề kháng, tại vì bé nhà em là hay quê nhà em ở xa, bé hay di chuyển từ quê lên Hà Nội xong lại về quê, nên là em hay cho bé là sử dụng cái thực phẩm tăng đề kháng với cả là cho bé ăn uống đầy đủ các chất. Ngoài ra, các mẹ không nên sử dụng kháng sinh cho con khi chưa có chỉ định của bác sĩ, điều này sẽ gây nên hiện tượng kháng kháng sinh ở trẻ nhỏ. Dạy trẻ thói quen giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên. Cho bé sử dụng các loại thực phẩm tăng cường sức đề kháng, kích thích ăn ngon, an toàn, uy tín, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con. Liên hệ ngay với Cocasi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ đặt hàng.